Thank you.
Ba cô hãy cho lên. Cái bánh nào túi thì cho bà nào. Không quá chắc tông mình. Mấy hào? Ok nha. Chị đi làm thứ bảy nhà đấy. Chị đi làm mấy năm rồi. Chứ đâu may mắn lại mấy đứa lại đuổi xe. Tám. Rồi.
con mua được 5 quả trứng gà ta. Chín luộc cho cò đấy. Để mình ăn. Con đi hái rau xanh ấy, mẹ. Cơm được rồi đấy. Bác xuống đi mẹ. Sao tí nó luộc trứng. Ui, cơm trứng rồi. Mấy tuần mang đi bán rồi đấy. Mai con lại cái này nó với canh tôm cho ăn ngon mẹ. Có ở nhà có nhiều không mẹ? Nó cũng không nhớ đâu. Ngoan. Con đi rửa. Để con rửa. Mẹ lấy cái chai dầu ăn cho con. Tôm này ăn cho nó ngon.
Còn vậy nữa đấy. Con dậy lá, ổn mà, khó thế. Ôi. Bà bé nhá, bạn nấu nhá. Bạn nấu cho con ăn nhá. Bạn đánh dán cho con ăn. Đây. Thích thế nhờ. Đấy. Đưa lên bát để ăn mặn nhá. Đây. Ăn khổ hả. Dưa. Ăn dưa ạ con ơi. Ăn lắm thôi. Đã đủ. Ôi rồi. Đây. Cái miếng này to quá. Nó mặm lắm. Mày đây mặm lắm. Sao ăn nhé. Con lại ngon ngon lắm nhỉ. Mày mặm lắm. Mặm đi. Mẹ ăn cứu mẹ. Con ăn đi. Vâng. Thank you.